Bản tin quốc tế 29 tháng 7 năm 2022 Chào mừng quý vị và các bạn đang đến với bản tin quốc tế ngày 29 tháng 7 năm 2022 của kênh TV24 giờ. Sau đây sẽ là những tin tức nổi bật sẽ có trong bản tin ngày hôm nay. Ukraine thừa nhận tên lửa Nga đánh trúng căn cứ quân sự gần Kiev. Ngoại trưởng Nga từ chối điện đàm với Mỹ vì đang bận rộn. Chủ tịch Hạ viện Mỹ thăm châu Á chưa chắc sẽ đến Đài Loan. Bán đảo Triều Tiên tăng nhiệt khi Bình Nhưỡng đe dọa hạt nhân, đối phó Triều Tiên, Hàn Quốc hạ thủy tàu chiến lược quốc gia. Sau đây là thông tin chi tiết. Ukraine thừa nhận tên lửa Nga đánh trúng căn cứ quân sự gần Kiev. Lần đầu tiên sau nhiều tuần, hôm 28 tháng 7, Nga một lần nữa tấn công tên lửa vào khu vực thủ đô Kiev của Ukraine và vùng Chernihov ở phía Bắc. Kiev gọi động thái này là hành động trả đũa của Nga trước những nỗ lực phản kháng của người Ukraine. Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky tuyên bố trên mạng xã hội đó là một buổi sáng khó khăn, lại có khủng bố tên lửa, chúng ta sẽ không bỏ cuộc. Mới đây, các lực lượng Ukraine đã phát động một cuộc tấn công lớn trong đêm và thành phố bị chiếm đóng Kherson ở miền Nam. Lực lượng pháo binh bắn không dưới 36 quả tên lửa vào Kherson. Phó lãnh đạo chính quyền vùng Kherson do Nga lập nên sau khi chiếm giữ khu vực này từ tháng 3 năm 2022, nhìn nhận đây là đợt tấn công quy mô lớn nhất của lực lượng Ukraine trong thời gian qua. Theo người đứng đầu cơ quan quân sự tỉnh Kherson, lực lượng vũ trang Ukraina đã tấn công khu vực cây cầu Antonivka để phá tuyến đường tiếp tế chính của Nga vào Kherson. Bộ Quốc phòng Ukraina đăng tải lên mạng xã hội Twitter đoạn sau: Các cuộc tấn công của quân đội Ukraina bằng pháo phản lực vào các cây cầu bắc qua sông Dnipro đã tạo ra một thế tiến thoái lưỡng nan cho người Nga ở Kherson. Hãy rút lui nếu không sẽ bị kết liễu, sự lựa chọn nằm trong tay họ. Các quan chức quốc phòng và tình báo Anh cho biết cuộc phản công của quân đội Ukraina đang đạt bước tiến, gần như cắt đứt thành phố Kherson, ảnh hưởng đến hàng nghìn binh sĩ Nga đóng quân gần sông Dnepr. Theo Bộ Quốc phòng Anh, các lực lượng Ukraina có thể đã thiết lập một đầu cầu ở phía nam sông Ingulet và đã sử dụng pháo tầm xa mới để làm hư hại ít nhất ba cây cầu bắc qua sông Dnepr, trong đó có cầu Antonovsky dài 1.366 m Trong khi đó, Kirill Stremosov, một lãnh đạo cơ quan dân sự quân sự do Nga chỉ định ở Kherson, đã bác bỏ những đánh giá của phương Tây và Ukraina về tình hình trên thực địa. Bộ Quốc phòng Nga cho biết máy bay chiến đấu của nước này đã tấn công một lũ đoàn bộ binh Ukraina ở cực bắc vùng Kherson và khiến hơn 130 binh sĩ của nước này bị loại khỏi vòng chiến đấu trong 24 giờ qua. Ngoại trưởng Nga từ chối điện đàm với Mỹ vì đang bận rộn Ngày 28 tháng 7, Washington cho biết họ đang tìm kiếm một cuộc trò chuyện giữa Ngoại trưởng Mỹ Antony Blinken và Ngoại trưởng Nga Sergei Lavrov tuy nhiên Nga tuyên bố cuộc điện đàm sẽ diễn ra vào thời điểm thích hợp khác. Ngoại trưởng Nga Sergei Lavrov sẽ chú ý đến yêu cầu điện đàm này khi thời gian cho phép. RT dẫn thông báo của phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Nga Maria Zakharova khi đề cập đến yêu cầu của Washington về một cuộc điện đàm giữa ông Lavrov và Ngoại trưởng Mỹ Antony Blinken. Bà Zakharova cũng cho biết Ngoại trưởng Nga hiện có một lịch trình bận rộn với các cuộc tiếp xúc quốc tế, bao gồm hội nghị cấp bộ trưởng của Tổ chức Hợp tác Thượng Hải và một số cuộc gặp song phương. Trước đó, hôm 27 tháng 7, phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Mỹ Ned Price cho biết tại một cuộc họp báo rằng Washington đã nói rõ với Nga rằng chúng tôi đang tìm kiếm một cuộc điện đàm giữa Ngoại trưởng Blinken và Ngoại trưởng Lavrov. Ông Price cho biết yêu cầu trên đã được chuyển đến trực tiếp và nhiều lần cho phía Nga. Mỹ kỳ vọng hai nhà ngoại giao hàng đầu sẽ có cơ hội để nói chuyện trong những ngày tới, ông nói thêm. Tuy nhiên, phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Mỹ cũng thừa nhận rằng ông không có thông tin cập nhật về thời điểm để bắt đầu cuộc điện đàm đồng thời nói thêm rằng hai bên tiếp tục thảo luận về vấn đề đó theo các kênh thích hợp. Theo CNN, Washington dự định đưa ra đề xuất quan trọng về việc kêu gọi thả tự do cho hai công dân Mỹ đang bị giam tại Nga là Britney Griner và Paul Whelan trong cuộc điện đàm giữa ông Blinken và ông Lavrov. Tuy nhiên, Moscow khi đó đáp trả rằng không có kết quả nào trong các cuộc đàm phán về trao đổi tù nhân với Mỹ. Đồng thời nói thêm rằng lợi ích của cả hai bên cần được tôn trọng trong bất kỳ cuộc đàm phán nào như vậy. Chủ tịch Hạ viện Mỹ thăm châu Á chưa chắc sẽ đến Đài Loan. Chủ tịch Hạ viện Mỹ Nancy Pelosi và phái đoàn sẽ lên đường thăm châu Á trong ngày 29 tháng 7 với các điểm dừng chân là Nhật Bản, Hàn Quốc, Malaysia và Singapore. Hiện vẫn chưa rõ liệu bà có đến Đài Loan hay không. Nếu tới Đài Loan, bà Pelosi sẽ trở thành nhà lập pháp cấp cao nhất của Mỹ đến thăm hòn đảo này trong vòng 25 năm qua. Trước đó, ông Neil Gingrich đã đến thăm Đài Loan vào năm 1997 trên cương vị Chủ tịch Hạ viện Mỹ. Tin tức về chuyến công du châu Á của bà Pelosi được đưa ra sau khi tổng thống Mỹ Joe Biden và chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình vừa có cuộc điện đàm dài 2 tiếng vào hôm 28 tháng 7 để thảo luận về quan hệ song phương, trong đó có cả vấn đề Đài Loan. Bình luận về thông tin chủ tịch Hạ viện Mỹ có thể thăm hòn đảo Đài Loan, chủ tịch Tập cảnh báo Washington đừng đùa với lửa vì Bắc Kinh sẽ đáp trả kịch liệt. Theo nhà trắng, trong cuộc điện đàm với ông Tập Cận Bình, tổng thống Biden đã nhấn mạnh rằng chính sách của Mỹ đối với vấn đề Đài Loan là không thay đổi đồng thời phản đối mạnh mẽ những nỗ lực đơn phương nhằm thay đổi hiện trạng hoặc phá hoại hòa bình và ổn định trên eo biển Đài Loan. Trung Quốc lâu nay luôn xem Đài Loan là một phần lãnh thổ chờ thống nhất và kêu gọi quốc tế tôn trọng nguyên tắc một Trung Quốc, không chấp nhận các nước thiết lập quan hệ ngoại giao cùng lúc với cả Bắc Kinh lẫn Đài Bắc. Bán đảo Triều Tiên tăng nhiệt khi Bình Nhưỡng đe dọa hạt nhân Hôm 28 tháng 7, nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un tuyên bố sẵn sàng sử dụng khí tài hạt nhân trong các cuộc xung đột quân sự tiềm tàng với Mỹ và Hàn Quốc sau khi cáo buộc hai nước này đang đẩy bán đảo triều tiên đến bờ vực của chiến sự tuyên bố của nhà lãnh đạo triều tiên ngay lập tức khiến bán đảo triều tiên tăng nhiệt phản ứng sau tuyên bố của nhà lãnh đạo triều tiên kim jong un hàn quốc cho biết nước này đang tăng cường năng lực quân sự và thế trận phòng thủ chung với mỹ để đối phó với các mối đe dọa hạt nhân ngày một leo thang của triều tiên hàn quốc bày tỏ lấy làm tiếc về những nhận xét đe dọa của ông kim jong un và seoul sẽ bảo vệ an ninh quốc gia và sự an toàn của công dân dựa trên một liên minh vững chắc với mỹ theo các chuyên gia, những tuyên bố mang tính gian đe của Triều Tiên là nhằm vào việc Mỹ và Hàn Quốc chuẩn bị mở rộng các cuộc chập trận vào mùa hè này. Trong hai năm qua, quân đội Hàn Quốc và Mỹ đã hủy bỏ hoặc cắt giảm một số cuộc tập trận thông thường do lo ngại về dịch COVID-19 và để hỗ trợ chính sách ngoại giao do Mỹ lãnh đạo hiện đang bị đình trệ nhằm thuyết phục Triều Tiên từ bỏ chương trình hạt nhân để đổi lấy lợi ích kinh tế và chính trị. Tuy nhiên, khi cuộc sống dần trở lại bình thường sau đại dịch COVID-19 và Triều Tiên liên tiếp tiến hành các vụ thử tên lửa, dự kiến từ ngày 22 tháng 8 đến ngày 1 tháng 9 năm nay, Mỹ và Hàn Quốc sẽ tiến hành cuộc tập trận chung nhằm củng cố năng lực gian đe trước các mối đe dọa từ tên lửa và khí tài hạt nhân ngày càng tăng của Triều Tiên. Từ lâu, Triều Tiên luôn cáo buộc Mỹ theo đuổi chính sách thù địch đối với Bình Nhưỡng, đồng thời nói rằng điều này cản trở việc khởi động lại các cuộc đàm phán nhằm loại bỏ các chương trình hạt nhân và tên lửa của nước này để đổi lấy các biện pháp trừng phạt. Điều này đã đẩy quan hệ song phương tới điểm mà rất khó có thể quay trở lại vào một giai đoạn xung đột, nhà lãnh đạo Triều Tiên nhấn mạnh. Đối phó Triều Tiên, Hàn Quốc hạ thủy tàu chiến lược quốc gia Ngày 28 tháng 7, Hàn Quốc hạ thủy tàu khu trục nặng 8.200 tấn được trang bị khí tài đánh chặn tên lửa và khả năng chống tàu ngầm mạnh mẽ. Trong thông cáo báo chí, Hải quân Hàn Quốc ca ngợi đây là biểu tượng của nỗ lực chế tạo tàu viễn dương công nghệ cao, mạnh mẽ cho Hải quân, và là tài sản chiến lược quốc gia được kỳ vọng nâng cao khả năng tác chiến của Hải quân Hàn Quốc. Tàu có chiều dài 170m, chiều rộng 21m, được trang bị chức năng tránh radar và hệ thống chiến đấu Aegis mới nhất, không những có khả năng phát hiện và theo dõi, mà còn có thể đánh chặn tên lửa đạn đạo. Tàu cũng được trang bị tên lửa đạn đạo dẫn đường hạm đối đất và tên lửa dẫn đường hạm đối không tầm xa, cũng như hệ thống sonar tối tân có thể nhắm vào các loại tàu ngầm, khí tài dưới nước như ngư lôi tàu cũng có khả năng chở trực thăng MH-60R Seahawk mà Hàn Quốc dự định ra mắt năm 2024. Đây là tàu khu trục đầu tiên được chế tạo trong chương trình Wangeto 3 Batch 2 của chính phủ Hàn Quốc, trong đó đặt mục tiêu sở hữu 3 tàu khu trục công nghệ cao. Tàu dự kiến sẽ được bàn giao cho Hải quân Hàn Quốc vào cuối năm 2024. Một quan chức hải quân Hàn Quốc cho biết cơ quan này sẽ đẩy mạnh xây dựng quân đội viễn dương dựa trên công nghệ tối tân để chuẩn bị trước những mối đe dọa tương lai trong bối cảnh chính phủ Hàn Quốc tăng cường năng lực phòng vệ trước năng lực quân sự ngày càng lớn mạnh của Triều Tiên. Ông Tập cảnh báo ông Biden không đùa với lửa. Chủ tịch Trung Quốc cảnh báo Tổng thống Mỹ không nên đùa với lửa khi căng thẳng gia tăng về Đài Loan trong cuộc điện đàm hơn 2 giờ. Những ai đùa với lửa thì sẽ bị bỏng. Tôi hy vọng rằng phía Mỹ hoàn toàn hiểu được điều đó hãng thông tấn Tân Hoa dẫn lời Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình nói với Tổng thống Joe Biden trong cuộc điện đàm ngày 28 tháng 7. Lập trường của chính phủ và người dân Trung Quốc về vấn đề Đài Loan là nhất quán. Ý chí kiên định của hơn 1,4 tỷ dân Trung Quốc là kiên quyết bảo vệ chủ quyền và toàn vẹn lãnh thổ quốc gia của Trung Quốc. Ông Tập nói thêm, theo Tân Hoa, cả hai nhà lãnh đạo đều mô tả cuộc điện đàm thẳng thắn và có chiều sâu. Nhà Trắng cho biết cuộc điện đàm bắt đầu vào lúc 8 giờ 33 phút, tức 19 giờ 33 phút theo giờ Hà Nội, và kết thúc sau 2 tiếng 17 phút. Tổng thống Biden nhấn mạnh chính sách của Mỹ không thay đổi và Mỹ phản đối mạnh mẽ các nỗ lực đơn phương nhằm thay đổi hiện trạng hoặc phá hoại hòa bình ổn định trên eo biển Đài Loan, theo thông báo của Nhà Trắng về cuộc điện đàm. Đây là cuộc điện đàm thứ năm giữa lãnh đạo Mỹ-Trung từ khi ông Biden nhậm chức hồi tháng 1 năm 2021. Cuộc điện đàm diễn ra trong bối cảnh song phương căng thẳng vì vấn đề Đài Loan và thương mại. Lần gần nhất lãnh đạo Mỹ Trung điện đàm là vào ngày 18 tháng 3 khi ông Biden cảnh báo ông Tập không ủng hộ Nga trong chiến dịch quân sự đặc biệt ở Ukraine. Đài Loan luôn là vấn đề nóng trong quan hệ song phương Mỹ Trung những năm gần đây. Trung Quốc coi Đài Loan là một tỉnh chờ thống nhất và tuyên bố sẽ dùng vũ lực nếu cần. Mỹ không thiết lập quan hệ chính thức với Đài Loan nhưng là bên cung cấp vũ khí chính cho hòn đảo. Chủ tịch Hạ viện Mỹ Nancy Pelosi được cho là có kế hoạch thăm Đài Loan vào tháng 8. Bà từ chối bàn về mọi kế hoạch di chuyển, viện dẫn lý do an ninh khi được hỏi về thông tin trên. Nếu diễn ra, đây sẽ là chuyến thăm cấp cao nhất của một quan chức Mỹ dưới thời Tổng thống Biden đến hòn đảo. Lần gần nhất một chủ tịch Hạ viện Mỹ thăm Đài Loan là khi ông Newt Greenwich đến hòn đảo năm 1997. Bộ Ngoại giao Trung Quốc ngày 19 tháng 7 cảnh báo Mỹ sẽ hứng chịu mọi hậu quả nếu chuyến thăm của bà Pelosi diễn ra. Quân đội Trung Quốc cũng tuyên bố sẽ thực hiện các biện pháp đối phó nếu bà Pelosi tới Đài Loan, trong khi quân đội Mỹ được cho là đang có kế hoạch tăng cường di chuyển lực lượng và khí tài ở khu vực Ấn Độ Dương-Thái Bình Dương. Giới quan sát cho rằng cách tiếp cận của hai nước có thể dẫn đến nguy cơ xung đột. Các nguồn tin nhận định biện pháp quân sự của Trung Quốc có thể gồm ngăn bà Pelosi hạ cánh xuống đảo Đài Loan hoặc điều tiêm kích áp sát cản trở máy bay quân sự chở bà đến hòn đảo. Nhà Trắng dường như cũng đánh giá liệu Trung Quốc đang nghiêm túc xem xét biện pháp quân sự hay chỉ phát tín hiệu nhằm gây áp lực bộ bà Pelosi hủy chuyến thăm. Bà Pelosi hồi tháng 4 từng dự định thăm Đài Loan nhưng chuyến đi bị hoãn lại sau khi bà có kết quả dương tính với virus SARS-CoV-2. Ngoại trưởng Trung Quốc Vương Nghị khi đó chỉ trích chuyến đi là hành động khiêu khích ác ý. Đầu tháng này, ông Vương tiếp tục nói với Ngoại trưởng Mỹ Antony Blinken rằng Washington không nên gửi bất cứ tín hiệu nào ủng hộ Đài Loan độc lập. Ý đồ của Nga trong cuộc tấn công quyến rũ ở Châu Phi giữa xung đột Ukraine. Ngoại trưởng Nga Lavrov đang có chuyến thăm Châu Phi trong bối cảnh Nga gặp nhiều khó khăn liên quan đến xung đột Ukraine. Chuyến thăm cho thấy Nga đang rất cần Châu Phi. Nga cần gì? Nga chỉ cung cấp chưa đến 1% nguồn đầu tư trực tiếp nước ngoài vào Châu Phi, tức là sự đầu tư kinh tế của Nga vào Châu Phi là không đáng kể. Tuy nhiên chuyến thăm của Ngoại trưởng Lavrov lại được phản ánh rất đậm nét chuyến thăm của ông lavrov tới ai cập cộng hòa congo uganda và ethiopia có một ưu tiên là chứng tỏ với thế giới rằng nga không bị cô lập trên trường quốc tế bất chấp các lệnh trừng phạt mở rộng của phương tây ngoại giao nga hướng tới mục tiêu chứng minh rằng nga là một đại cường quốc duy trì đồng minh trên thế giới và họ có thể thực hiện làm ăn như bình thường nga cũng đang đấu tranh cho việc bình thường hóa một trật tự quốc tế mới không do mỹ lãnh đạo chuyến thăm châu phi của ngoại trưởng lavrov có ý nghĩa lớn đối với việc tạo thế địa chiến lược cho nga Thông điệp mà Nga muốn gửi đi là cuộc chiến của họ ở Ukraine chính là cuộc đấu tranh rộng lớn hơn về tư tưởng giữa phương Đông và phương Tây. Thành công của Nga trong tuyên truyền về thông điệp này sẽ khiến ít có nước châu Phi chỉ trích cuộc chiến của Nga. Thực tế, hồi tháng 3 năm 2022, có tới 25 trong tổng số 54 quốc gia châu Phi đã bỏ phiếu trắng hoặc không bỏ phiếu lên án chiến dịch quân sự đặc biệt của Nga ở Ukraine trong nghị quyết ES 11-1 của Đại hội Đồng Bảo an Liên Hợp Quốc. Bên cạnh đó, Ngoại trưởng Lavrov cũng có thể muốn chứng minh rằng thỏa thuận Ukraine-Nga gần đây về việc giải tỏa hơn 20 triệu tấn ngũ cốc Ukraine cho xuất khẩu là một cử chỉ nhân đạo của Nga. Ai Cập và Ethiopia, những nước chủ chốt trong hành trình của ông Lavrov, đã đặc biệt chịu ảnh hưởng nặng nề từ các xáo trộn trong nguồn cung lương thực. Chiến sự tại Ukraine đã làm tăng gấp đôi giá ngũ cốc toàn cầu trong năm 2022, từ đó gây ra những căng thẳng lớn về chính trị và xã hội trên khắp châu Phi. Châu Phi được gì? các nhà lãnh đạo châu phi thu được gì từ chuyến thăm của ngoại trưởng nga lavrov khi mà bản thân nga đang bị phương tây chỉ trích và trừng phạt vì tấn công quân sự vào ukraine câu trả lời là sự ủng hộ chính trị từ nga dành cho họ việc nga mở rộng ảnh hưởng ở châu phi trong các năm gần đây chủ yếu là kết quả của các biện pháp phi chính thức của nga tại đây như triển khai các công ty quân sự các thỏa thuận đổi tài nguyên lấy vũ khí và việc buôn bán kim loại quý hiếm các công cụ này không tốn kém nhưng lại có tác động mạnh nga đã và đang hậu thuẫn cho các nhà lãnh đạo tại cộng hòa trung phi mali và sudan Cách tiếp cận bất đối xứng của Nga đối với việc giành ảnh hưởng ở châu Phi cũng đáng lưu ý ở chỗ các mối quan hệ đối tác này chủ yếu là với các nhà lãnh đạo đơn lẻ được Moscow hậu thuẫn. Tổng thống Ai Cập Abdel Fattah al-Sisi là một đồng minh chính trong nỗ lực của Nga thúc đẩy một chính quyền thân thiện với họ ở Libya, từ đó có thể giúp Nga thiết lập được sự hiện diện hải quân ở Nam Địa Trung Hải và khai thác nguồn dầu của Libya. Tổng thống Sisi cũng là một đối tác của Nga trong nỗ lực tác động chính trị ở Sudan và Tunisia. Hơn nữa, Nga còn là nhà cung cấp vũ khí chính cho Ai Cập. Khoản cho vay trị giá 25 tỷ đô la Mỹ cho công ty Nga Rostatom xây nhà máy điện hạt nhân Daba ở Cairo, Ai Cập không có ý nghĩa lớn về kinh tế, nhưng đem lại lợi thế cho những người bạn thân lâu năm của hai ông Sisi và Putin. Đây cũng là phương tiện để Nga giành ảnh hưởng lớn hơn đối với ông Sisi. Chuyến thăm của Ngoại trưởng Lavrov tới Uganda cũng được cho là tạo điều kiện thuận lợi cho Tổng thống Yoweri Museveni thực hiện chuyển giao quyền lực cho con trai Muhoji Kerenugaba. Những động thái này có thể lôi kéo Uganda, một quốc gia về mặt lịch sử nghiêng về phương Tây, vào quỹ đạo của Moscow. Đối với Tổng thống Museveni, việc xích lại gần Nga sẽ gửi đi thông điệp, ông sẽ dịch chuyển hơn nữa về phía Nga nếu phương Tây chỉ trích ông quá mức. Trong khi đó, Thủ tướng Ethiopia Abiy Ahmed đang kháng cự lại các chỉ trích dữ dội từ quốc tế về vấn đề nhân quyền. Etibopi từ lâu đã duy trì chính sách đối ngoại độc lập, nhưng thủ đô Aziz Ababa của quốc gia này sẽ đăng cai hội nghị thượng đỉnh Nga-Châu Phi vào cuối năm 2022. Sự kiện này lại cung cấp một diễn đàn tiếng tăm nữa để củng cố thông điệp của Moscow rằng họ vẫn được đón chào trên sân khấu quốc tế. Chuyến thăm của ông Lavrov cho thấy các nhà lãnh đạo châu Phi tìm thấy giá trị chính trị trong việc giữ quan hệ với Nga, bất chấp việc Nga đang bị phương Tây gây khó dễ. Đáng chú ý, hầu hết các nước mà ông Lavrov thăm đều duy trì quan hệ đáng kể với phương Tây. Đối với họ, việc tiếp ông Lavrov không phải là để ngắt bỏ các mối quan hệ này, thực sự đây là nỗ lực giành thêm ảnh hưởng thông qua phương Tây. Tuy nhiên, các nhà lãnh đạo châu Phi này có nguy cơ làm hạ triển vọng nhận được đầu tư phương Tây ở mức độ lớn hơn. Có tới 9 trong 10 nước hàng đầu đầu tư vào Nga chiếm 90% đầu tư trực tiếp nước ngoài là một phần trong hệ thống tài chính phương Tây. Sau này có thể các nước đó sẽ phải mất thêm nhiều năm nữa để giành lại sự tin tưởng của phương Tây.